Mến chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Sao Muôn Màu. Quý vị thân mến, ngay bên cạnh Mỹ Hạnh đây là một chàng ca sĩ, cũng là một diễn viên với một biệt danh rất là đặc biệt, Hoàng tử Lai. Một chàng hoàng tử với phong cách rất là trẻ trung, thuộc thể loại nhạc trẻ mà ngày hôm nay đang rất là mong muốn được trò chuyện cùng quý vị. Chúng ta cùng bắt đầu buổi trò chuyện này nhé. Xin chào Chí Thiện. Chào Mỹ Hạnh và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sao Muôn Màu. Thực sự ra thì hôm nay Mỹ Hạnh nghĩ rằng Chí Thiện sẽ xuất hiện trước ống kính trò chuyện với mọi người với một phong cách rất là trẻ trung. Nhưng mà hôm nay rất là bất ngờ khi mà với một hình ảnh rất là giống hoàng tử. Có thể nào là mình chọn một bộ trang phục để phù hợp với biệt danh của mình không ta? Không có, ở mỗi thời điểm thì công ty nó thường đưa ra một cái định hướng, một cái hình ảnh phù hợp với Thiện vào thời điểm đó. Thì đây là hình ảnh của Thiện vào thời điểm này. Và thời điểm này tức là một hình ảnh chững chạc hơn. Chững chạc hơn, tại vì bây giờ nếu Thiện mà tiên quá thì Thiện chắc nghĩ Thiện cũng không làm nổi nữa rồi. Tại vì dù sao Thiện cũng đã hoạt động khá lâu trong nghệ thuật rồi. Biệt danh Hoàng tử Lai á, có nghĩa là Chí Thiện mang hai dòng máu, dòng máu Việt và một dòng máu Thái Lan. Thì đối với Chí Thiện thì khoảng thời gian lúc mà mình còn nhỏ đó, thì mình việc sinh sống giữa hai nước hay là việc mình sống giữa hai dòng máu như vậy thì có ảnh hưởng gì nhiều đến tuổi thơ của mình không? Thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì khi mà lúc nhỏ thì Thiện sinh bên Thái. Nhưng mà khi mà 3 tuổi thì gia đình Thiện đã chuyển về Việt Nam và sinh sống ở đây. Thì cứ hè thì Thiện lại về thăm gia đình, thăm bên ngoại. Thì cứ cho nên đến bây giờ thì Thiện có thể nói được hai thứ tiếng, nhưng mà chỉ không biết đọc và biết viết thôi. Vẫn có thể nói, người ta nói tiếng Thái mình vẫn hiểu được. Điều kết nối đầu tiên đó là Thiện được ăn hai cái Tết. Thiện được ăn hai cái Tết, tức là Tết cổ truyền của mình thì Thiện vẫn được lì xì này nọ. Thì đến khi tháng 4 thì là Tết Thái, thì lúc đó nhà Thiện vẫn chơi ở nhà thì tạt nước. Tại vì tạt nước đó là một phong tục, đó là xua đuổi đi những cái xui xẻo của năm và đón những cái mới. Thì Thiện may mắn là được ăn hai cái Tết. Như Chí Thiện nói là Chí Thiện nghe được, nói được tiếng Thái. Bây giờ nói một chút tiếng Thái cho quý vị khán giả nghe được không? Thì nói những cái mà các bạn có thể nghe được và có thể nói được dễ dàng nhất, đó là câu xin chào. Tức là thường xin chào của người Thái là chia ra làm hai. Tại vì con trai thì sẽ chào khác, con gái sẽ chào khác. Là con trai khi chào sẽ là Sawasdee Krap, là của con trai. Còn của con gái là Sawasdee Kha. Câu mà bảo đảm là khi mà biết Thiện người Thái thì rất nhiều bạn fan hỏi Thiện cái câu này, đó là: anh ơi, anh yêu em tiếng Thái nói làm sao? Đó. Câu này là được đó. Câu này có vẻ hot. Câu anh yêu em của tiếng Thái là phổng rắc thơ, tức là trai hay gái gì cũng nói. Phổng là tôi, thơ là em. Là tôi yêu em, tôi thích em. Bây giờ chúng ta sẽ nói về con đường sự nghiệp của Chí Thiện. Đầu tiên với vai trò là một ca sĩ. Thì Chí Thiện được mọi người biết đến với là thành viên của nhóm nhạc tên là La Thăng. Thế nhưng mà nhóm nhạc này cũng đã tan rã và Thiện bước ra con đường solo. Thì nó có khá là nhiều vấn đề mâu thuẫn trong nhóm nữa. Vậy thì Thiện có thể chia sẻ điều gì về cái việc này? Thiện thì mọi chuyện nó qua rồi. Thiện cũng không muốn chia sẻ gì nhiều. Với lại mỗi người đã có một cuộc sống riêng, một cái riêng, thì Thiện xem đó là một kỷ niệm. Đó là một kỷ niệm đẹp. Thì dù sao cũng đã làm việc với nhau thì gặp nhau thì vẫn có thể chào bình thường thôi. Rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Thật ra làm việc ở trong cái trong nghề thì rất khó có thể gặp nhau. Tại vì mỗi người đi làm theo một con đường khác nhau, làm một công việc khác nhau. Có một câu hỏi của rất là nhiều quý vị khán giả hỏi là: chị ơi, chị ráng hỏi giùm em câu này. Có nghĩa là khi mà mới bước chân vào con đường ca hát thì giọng hát của Chí Thiện không có gây ấn tượng nhiều bằng cái một cái vẻ ngoài sáng láng, đẹp trai. Vậy thì bây giờ để cho mình nhìn lại và mình tự đánh giá mình thì mình thấy mình có tiến bộ nhiều hơn trong kỹ năng, trong biểu diễn rồi thể hiện giọng hát của mình hay không? Thật ra nếu bạn đó hỏi thì bạn đó cũng đang rất là quan tâm đến Thiện. Đúng, rồi đó. Đúng, chính xác. Tại vì thật ra Thiện phải công nhận rằng lúc mà trong khoảng đầu mà Thiện bước vào hát là hoạt động trong nhóm thì Thiện không tập trung nhiều. Có thể nói là Thiện không biết hát. Đó là tức là Thiện hát có cần phải thẳng thắn vậy không? Không có sợ khán giả? Không, Thiện không có sợ, tại vì rồi, đó là những cái gì mà Thiện đã trải qua. Đó là Thiện chỉ có một cái duy nhất, đó là cảm xúc. Thiện hát tất cả bằng cảm xúc của mình. Cho đến ngày hôm nay thì Thiện có thể công nhận rằng là Thiện dám tự tin vào mọi người, Thiện có thể hát live được, có thể nhảy tốt khi mà hát live. Và nếu những ai đã có nghe Thiện đi xem những gì Thiện hát thì vẫn có thể thấy được rằng Chí Thiện ngày hôm nay đã hát
tốt hơn rất là nhiều. Chúc mừng Chí Thiện với sự nỗ lực rất là lớn từ bản thân mình để ngày hôm nay có được thêm sự tin yêu từ quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một vai trò khác mà Hạnh nghĩ là vai trò này với ngoại hình như Thiện thì thể hiện rất là tốt, đó là vai trò của một diễn viên. Đã nói đến diễn viên thì ít nhiều người ta cũng phải đánh giá cao cái phần ngoại hình đúng không? Ừ. Nhìn lại những vai diễn của Chí Thiện thì Chí Thiện thích vai diễn nào nhất? Cái vai diễn mà Thiện có thể nói là nhớ đến bây giờ và ấn tượng nhất, mọi người nhớ đến Thiện nhiều nhất, đó là Dạy Của Thần Chết. Vai đó có thể nói là một bước ngoặt của cái chuyện Thiện làm diễn viên. Cái khoảng thời gian mà Thiện đóng rồi đến một ngày cái cảm giác mà mình ngồi ở dưới rạp mà mình xem mình ở trên đó thì thích lắm. Đến bây không? Giờ thì Thiện vẫn còn nhớ cái cảm giác đó. Đó là niềm hạnh phúc. Đã có một cuộc thi mà Chí Thiện tham gia, đó là cuộc thi Gương Mặt Thân Quen, mà Mỹ Hạnh nghĩ rằng ở cuộc thi này Chí Thiện thể hiện được cái tài năng của mình ở cả lĩnh vực ca hát lẫn về lĩnh vực diễn xuất luôn. Có những nhân vật mà Chí Thiện hóa thân vào nè, là nữ nữa. Vậy chắc đây là một trải nghiệm rất là thú vị trong hoạt động nghệ thuật của Chí Thiện đúng không? Nói về chương trình này thì khi mà lúc đầu Thiện nhận á, anh Nguyễn Hà có nói với Thiện rằng là có thể sẽ gả gái. Ừ. Lúc đó Thiện chỉ nghĩ là thôi chắc mình đâu có xui dữ vậy đâu ta, chắc mình không có dính đâu. Tại vì lúc đó Thiện nghĩ là mình đàn ông con trai như vậy mà gả gái chắc nhìn ói chết hoặc là ghê chết quá. Cái Thiện mới sợ, Thiện rất là sợ. Thì có một kỷ niệm mà đến bây giờ Thiện vẫn nhớ là Thiện đi mua giày cao gót. Tại vì mình đã giả là con gái rồi mình phải mang giày cao gót. Thì Thiện mới vào tiệm giày là cô bán cái con đôi giày cao gót. Thì cô cứ cười à mua cho bạn gái hả con. Thì Thiện lúc đó thì mình nhỏ lớn bao nhiêu tuổi đâu có bao giờ đi mua giày đâu. Bao giờ đi mua gì thì mua giày cho bạn gái hả con. Giờ chân bạn gái còn số bao nhiêu? Dạ số 42. Ồ cái xong cô đứng hình kêu ủa sao bạn gái con chân to thế. Cái xong Thiện mới nói là dạ Thiện lúc đó Thiện bí quá rồi. Thiện mới nói là dạ là tại vì bạn gái con có chơi điền kinh cho nên chân hơi to. Thì lúc đó cũng lành quá ha. Cứ tưởng lúc đó mình phải ứng biến nhanh chứ quê lắm. Xong lúc đó cô mới hỏi là vậy số 42 á con, trời chân bạn gái con to quá. Thì cứ nghĩ là cô có sẽ mình sẽ làm nhanh đó, là mình trả tiền xong mình cầm đôi giày đó mình đi thôi. Cái nào mà cô nói là không có con ơi. Nói một hồi cái cô nói là ở đây không có cái giày này con phải đặt đó. Thì chỉ may có 5 phân thôi mà nó trầy da tóc dậy với Thiện luôn. Tại vì con gái đi thì nó lại khác, con gái đi thì lúc phải nhẹ nhàng mà nó lúc nào thì cũng có cảm giác là mình cứ thẳng tới phía trước vậy nè, lúc nào cũng muốn té thôi. Thì bởi vậy thấy con gái cực lắm đúng không? Đúng rồi, đến mức mà ở nhà thì phải mang đôi giày đi vòng vòng trong nhà, ăn cơm cũng đi rồi đi vòng vòng trong nhà, phải mang giày để quen khi mình lên sân khấu để có thể diễn. Thì đó là một kỷ niệm rất là vui nhưng mà rất là may, tại vì khi mà con gái thì cắt hết tất cả các phần thì xem nửa mặt thì nó lại giống con gái. Thì cũng rất là may là nó không có ghê như Thiện tưởng tượng. Cũng được đúng không? Cũng được, nhiều người ủng hộ lắm, vỗ tay quá chừng luôn.